tình người, dâng từng cây mối bạn tiếng lời lòng dâng ai giờ đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Xin chào toàn thể các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Chúc mọi người một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều may mắn. Hôm nay thì em Hải đang có mặt ở chi nhánh Bắc của Hiếu Minh. Và ngày hôm nay thì em rất là vinh dự khi mà tiếp đón một đoàn khách từ Mê Linh, Hà Nội sang cơ sở Bắc của Hiếu Minh và đã sắm sửa cho mình được một bộ dàn karaoke với chương trình khuyến mãi của Hiếu Minh. Và em rất là vui mừng và cũng rất là vinh dự khi mà cảm nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình vào dịp Tết Nguyên Đán cũng như là dịp cuối năm và dịp khuyến mãi cực sốc của với sự hỗ trợ của nhà hãng, nhà phân phối đồng hành cùng Hiếu Minh Audio. Và sáng buổi ngày hôm nay thì em cũng chào đón là anh Điệp từ Tráng Việt Mê Linh Hà Nội qua để chốt một đơn hàng, một bộ dàn combo karaoke. Đấy. Đây, đơn hàng của anh là gồm một chiếc loa DBEV12 này. Đấy, một chiếc vang số S500P. Và tổng combo là trị giá là 32.300.000 đầy đủ, có cả quản lý nguồn. Đấy, em giúp anh ấy nhập lại cái đồ thanh lý này. Đó, tổng combo karaoke này có trị giá là 32.300.000. Thì sáng nay anh đã ở tại cửa hàng và xem mẫu mã các sản phẩm và cũng như là trải nghiệm chất âm của bộ dàn karaoke trị giá trên 30 triệu đồng này và rất ưng ý, và bên em đã chuyển về để lắp đặt cho anh ý. Và nhân tiện đây thì em muốn lên một clip này để giới thiệu tới mọi người chương trình khuyến mãi của Hiếu Minh Audio. Thì như các bác đã biết, đợt này thì cũng là hôm nay là ngày 25 rồi, chỉ khoảng vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ là kết thúc năm cũ để chào đón năm mới. Thì từ giờ đến hết cuối năm, nhà hãng, nhà phân phối, các thương hiệu mà liên kết kết hợp với Hiếu Minh Audio đang đưa ra những chương trình sale khuyến mãi cực sốc tại Hiếu Minh Audio. Và các bác sẽ có cơ hội đó chính là mua các sản phẩm hàng chính hãng với những giá tốt hơn, tiết kiệm hơn. Sẽ được tiết kiệm từ 5 cho tới 10% trên mỗi sản phẩm khi các bác mua lẻ. Và nếu các bác mua combo karaoke sẽ được tặng những phần quà như là bộ mic này trị giá 2.8 triệu, hoặc là bộ mic trị giá 4.8 triệu theo từng combo của hãng karaoke, từng combo của nhà hãng. Thì như bộ dàn của anh Điệp đây thì sẽ được tặng một bộ mic trị giá 2.8 triệu và kèm theo những phần quà hấp dẫn của Hiếu Minh nữa. Thì nhân tiện đây em sẽ giới thiệu đến mọi người bộ karaoke của anh Điệp cũng như là bộ karaoke mà sẽ được tặng bộ mic trị giá 2.8 triệu này nhé. Thì thưa các bác và thưa anh em, chiếc đầu tiên là một chiếc đẩy 3 kênh model là D2610, cho ra công suất là 2 kênh là 600W, một kênh là 1000W. Và một chiếc vang số DBS500P, đây là phiên bản mới nhất năm 2022, đầu năm 2023. Và một chiếc quản lý nguồn NEC P12 Pro sẽ bảo vệ tất cả các thiết bị bộ dàn này và tắt bật sẽ không có tiếng nổ và tiện lợi hơn. Và bộ mic là DB350 Plus, mic rất là chạy trong phân khúc tầm giá rất hợp lý. Và cặp loa là cặp loa EV12 Bass 30. Cặp loa EV Bass 12 này, đây là Bass 30, thiết kế rất là mẫu mã rất là đẹp, để phiên bản năm 2023, đầu năm 2023, rất là đẹp các bạn. Và phối ghép cùng bộ dàn này thì là một chiếc súp hơi Bass 40 PK 115S+. Anh lúc đầu anh đến thì anh bảo đầu tiên là ghép cho anh bộ dàn phải có súp hơi. Đấy, anh thích bạo lực, anh thích tiếng súp nó phải sâu và uy lực đó. Thì em đã ghép ngay cho anh lên một bộ dàn và anh ưng ý ngay luôn lúc đầu khi bật nhạc và sau đó karaoke thì quá là ưng ý. Thì bộ dàn này thì cũng là nhiều phần quà hấp dẫn của Hiếu Minh Audio gửi anh. Lần nữa thì xin cảm ơn anh Điệp và các bác đồng hành cùng đã yêu mến và tin tưởng Hiếu Minh Audio. Thì bây giờ em sẽ mời các bác và anh em cùng em trải nghiệm chất âm của bộ combo karaoke qua giọng ca của chính anh Điệp. Xin mời các bác. Để ai xa luôn vẫn nhớ về quê, đặng nghĩa ân tình câu ví rằng người ơi. Được đón gió anh đưa tôi.
Xứ nghệ của anh.